Video này được mang đến cho bạn bởi Trùng Cuối và Trùng Figure, shop bán áo chính thức của chúng tôi. Và Trùng Cuối cũng như là Trùng Figure đã có mặt trên Facebook. Các bạn có thể bấm vào đường link trong phần mô tả và bình luận để theo dõi những thông báo về những ưu đãi mới của chúng tôi. Chị dậu đấm bọn cai lệ để bảo vệ chồng con là câu chuyện mà chắc cả đa vũ trụ đều biết. Hành động đó là thứ bột phát sau một chuỗi những khổ đau và tủi nhục mà người đàn bà lực điền này đã phải chịu đựng. Tôi ở đây để kể cho các bạn đầu đôi câu chuyện này. Đêm hôm khuya khoắt, tại cái làng đông xá nghèo nàn, ngoài việc phe kêu điếc tai thì anh dậu còn đang xin cai lệ mở cái cổng, còn ra ruộng cày cấy kiếm ít tiền. Nhưng vì anh còn đang thiếu tiền siêu thuế nên không được ra khỏi làng dù là một bước. Thế thì anh dỗ anh đi về. Con cái của anh đang nheo nhóc vì lâu rồi chưa được biết mùi gạo tám thái. Tổ sư, khoai còn chả có mà ăn. Anh dậu với chị dậu tâm sự vợ chồng, nói về việc ông hội gì đó định dỡ nhà họ làm chuồng xí, về ông cậu giàu nứt đố đổ vách mà keo kiệt, và cuối cùng là về việc có lẽ phải bán cái tí cho cụ Nghị Quế bên thôn đoài. Cháu nó mới 7 tuổi nhưng cũng cực chẳng đã. Kết thúc cuộc trò chuyện thân mật, anh dậu bị bọn cai lệ lôi ra sân đình hưởng nắng, trừng phạt vì cái tội nghèo không đóng siêu. Ở đình, các cụ Lý cũng đang tính toán toán để đưa ra những con số siêu đẹp nhất cho bà Thánh. Cụ Chánh Tổng cũng buồn lắm. Siêu thuế mà cứ chậm thế này thì lại thành nợ xấu hết. Quan Tây lại cắt cổ như cổ gà chứ chẳng chơi. Chị dậu ráo nước mắt, đã viếng thăm đến nhà Nghị Quế. Chó nhà này không phải pitbull mà giữ đáo để. Đương giờ trưa nên nhà Nghị Quế còn đang dùng bữa. Chị dậu quỳ ở sành, đợi họ nhai xong rồi thưa chuyện. Hai cụ nghe chuyện chị dậu, nổi lòng trắc ẩn, mặc cả tiền mua con tí. Bà Quế kể cũng lạ, cháu nó tên tí nhưng lại không tin nó tuổi tí. Bảo sao? Bảo nó bé tí, xêu đi con mẹ nhà quê kia. Giao dịch một hồi, nhà Nghị Quế còn đòi luôn cả ổ chó nhà dậu làm tiệp bính kèm. Thế là nhà dậu đỡ phải nuôi con, đỡ phải nuôi chó. Đấy, nhà Nghị Quế trông thế mà cứ thương người đáo để. Chị dậu cũng đành bán hết, nếu không anh dậu đầu thai mất. Ở ngoài đình, các cụ Lý còn đang ăn buffet ngập mồm, trả bù cho anh dậu ngồi tắm nắng, uống nước thay cơm. Chị dậu thương chồng lắm, nhưng chị chẳng phải chờ lâu để buồn tiếp. Cụ Lý đòi công 1 đồng mới chịu duyệt giấy tờ bán con bán chó. Khổ nỗi, chị bán mãi mới có được 2 đồng 2. Thế thì khác nào ăn cướp, nhưng than khóc thì có khiến con bớt đói được đâu, cũng phải nín về cho con bú. Chị chẳng ăn gì mà may sao vẫn có sữa, về gom ổ chó và đứa con cả chuyển sang chủ mới. Chị dậu chứng kiến cả cái làng này đi bán đồ trong nhà như đi hội. Thì ra cái nghèo là lời nguyền. Thân con mù lòa, con xin các ông các bà đồng cơm bát cháo ơi bà. Vừa đến nhà Nghị Quế, mụ đứng mắng oang oang vì sót đàn chó bị nắng, trong khi con tí thì được đội mũ. Vợ chồng Nghị Quế ưng ổ chó lắm, mang liền khẩu phần cơm ra cho chúng ăn. Con tí mày cũng được hưởng ké chút cơm lót dạ. Tiếng chim hót như xé lòng chị dậu, chị nước mắt lau bằng tình yêu mới. Chân dậu bước đến đình làng, đóng siêu giải thoát cho chồng. Các cụ Lý còn đang chơi sóc đĩa bằng bát. Chị dậu mang mớ tiền lẻ nộp cho cụ Lý. Cụ nhếch mép và báo rằng nhà chị dậu phải đóng thêm siêu cho cậu Hợi chết từ năm ngoái. Oh wow, quá là magical. Chị dậu lại có cơ hội được khóc. Trời đen như mực trong thước phim đen trắng. Chị về lo cho đám con nheo nhóc, ở lại đây chỉ tổ ăn chửi tiếp chứ được cái nước non gì. Sáng tinh mơ, chị dậu lại đến tìm anh dậu. Nhưng làng nước ơi, anh sốt nặng quá, anh nằm ly bì hai con ngươi nhắm chặt. Chị dậu gào xưng Amidan mới xuất hiện một chút dân tình giúp đỡ. Anh dậu tới quỷ môn quan nhưng ách tắc giao thông, đánh quay về húp tạm bát cháo. Nhưng kiếp nạn nào đã buông tha, mấy tên cai lệ sồng sộc xông vào khiến cho bát cháo reo vào đất. Chị dậu tức nước vỡ bờ, lao vào tên cai lệ đánh cho y lăn nhào ra đất. Người đàn bà lực điền làm cả lò hoang mang vì quan đánh dân thì được, chứ dân đánh quan thì chỉ có bỏ xứ mà đi thôi. Cai lệ về mách quan, quan cho gọi người đàn bà cơ cực liền để hỏi tội. Mặt y nhếch mép lên, không giấu được sự dê cụ. Tuy sở hữu làn da vàng, nhưng quan lớn bỗng hóa bao công, thành liêm đến lạ. Ông quan lý trưởng làm ăn tắc trách, chị dậu đóng siêu mà không cấp hóa đơn. Chiều, điều trị và lý trưởng lên phủ quan xử tiếp. Công lý bỗng chói trang hơn cả ánh nắng buổi trưa. Lý trưởng trên đường thỉnh quan, tranh thủ đá bát cơm, hầu quan cả ngày đói đáo để. Tại phủ quan, lý trưởng bị quan dọa đến co thắt nhiều đạo. Thế là xì ra 10 đồng, coi như đóng tiền internet cho quan. Nhìn đống giấy bạc nhăn nheo, quan bỗng nổi lòng trắc ẩn, tha cho tấm thân dâu dê. Còn thị dậu thì sao? Quan thương chị dữ lắm, thông cảm số phận cơ hàn của chị nên bảo tay sai đưa quần áo cho chị đi tắm, vì tối hôm nay vợ quan phải lên hầu quan lớn hơn. Vậy thì mới có cửa để thăng quan tiến chức. Đêm hôm đó, vẻ vẫn kêu điếc cả đít. Con mẹ nhà quê thất thần khi được gọi vào phòng quan, tứ chi lúng túng, thần thái rối bời. Quan xử án buổi tối có phần khác lạ, cứ lao vào giằng co để thân mật với thị dậu. Nhưng cỡ cai lệ còn bị chị đấm thì xá gì một ông quan suốt ngày ngồi kiệu bố trí sắp thòng ra ngoài. Giây phút định xé nát xiêm y chị dậu thì vợ yêu của ông đã phục vụ quan xong và trở về.
Quan bèn cho đuổi ngay người đàn bà hỗn xược, áo quần sộc sạch, chỉ dậu vô gia cư. Xin tá túc ở một tiểu quán. Nơi đây, chị đã va phải một người đàn bà ở vú. Ba dù chị ở vú cùng cho nó có tiền tài. Chị dậu đương có sữa nên cũng chấp nhận. Thị dậu trở về gia đình, tạm biệt chồng con và mang theo đồ nghề đi nhận job. Chị hồi tưởng về con tí ăn cẩu lương đúng nghĩa đen ở nhà nhị quế. Nhưng những bất hạnh mà gia đình phải gánh chịu, chị phải rời cái làng này mà cứu lấy gia đình thôi. Nhưng mà khách của cái job mà chị nhận lại là một lão già khú đế, thích uống sữa của phụ nữ. Ông uống ly sữa chị nặn ra với ánh mắt thèm khát. Đêm đến về lại kêu điếc đít. Chị thắp một ít đèn dầu để đi vào giấc ngủ. Quan ông có lẽ vì ban ngày uống nhiều sữa, chỉ số trao đổi chất có chút rối loạn nên mất ngủ. Dòm phác câu chị dậu trong ánh đèn lay lắt. Lão thổi đèn dầu, tay toan sờ vào nhà máy Vinamilk của chị. Thị dậu choàng tỉnh giấc, hoảng loạn, phần vì trời mưa sét đánh đổ cây, phần vì bảo vệ bình sữa của mình. Chị rời đi ngay trong đêm với cơ thể ướt sũng nhuộm màu bi ai, dự báo rằng cuộc sống sau này sẽ còn đen nữa. Nhiều đầy vẫn chưa ăn thua. Cho đến nay, khi nhắc đến nạn đói Ất Dậu năm 1944-1945 mang đến cái chết của 2 triệu người dân Việt Nam, vẫn là nỗi đau xót của bao thế hệ cha ông chúng ta. Trong dòng chảy của lịch sử, Việt Nam trước giai đoạn 1945 vẫn là một nước với bộ máy chính quyền phong kiến và là một nước nông nghiệp nghèo nàn. Trong hoàn cảnh đó, đất nước của chúng ta còn phải chịu những hậu quả khủng khiếp của chiến tranh tại Đông Dương. Việt Nam là thuộc địa của Pháp và Nhật. Chúng sử dụng tài nguyên của chúng ta đến kiệt quệ để phục vụ chiến tranh, đã khiến cho nền nông nghiệp vốn lạc hậu của Việt Nam ngày càng trở nên hết hạn sử dụng. Sau vụ khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 1930, thực dân Pháp trở lại chính sách bảo hộ mậu dịch, các nước Đông Dương trong đó có Việt Nam phải ra sức lao động để nâng cao giá trị kinh tế của khu vực. Nhưng điều đó chỉ mang lại lợi lộc cho Pháp là chính, vì hệ thống thuế nửa thực dân nửa phong kiến khi đó khiến cho các hộ nông gần như phải bán toàn bộ tài sản mới may ra đủ tiền để nộp thuế. Ngoài nguyên nhân trực tiếp kể trên thì còn những nguyên nhân gián tiếp như thời tiết, thiên tai lũ lụt, dịch bệnh gây ảnh hưởng đến mùa màng. Quân Nhật cấm vận chuyển lúa từ Nam ra Bắc và không cho mở kho gạo cứu đói vì chúng muốn ưu tiên cho lính Nhật. Và quan trọng hơn hết là tình trạng địa chủ chiếm hữu phần lớn ruộng đất khiến cho nông dân không có đất canh tác, làm giảm khả năng sản xuất lương thực. Họa may mà thiên tai nữa thì... Và đó chính là số phận của nhà chị Dậu. Chẳng biết có sự vô tình hay sắp đặt nào không mà tên chị lại trùng với năm của nạn đói. Chị Dậu mang đầy đủ những đức tính tốt đẹp của một người phụ nữ xưa, chịu thương chịu khó, yêu chồng thương con. Chị có chết cũng không để bản thân bị vấy bẩn, quả là một tấm gương mà thế hệ sau cần học hỏi. Chỉ tiếc là chị đã sinh vào nhầm thời, chứ với dung nhan của chị vào thời nay thì làm TikTok một tháng có khi đủ tiền siêu cả năm. Và đó cũng là lý do có sự xuất hiện của văn học hiện thực trong giai đoạn này. Các nhà văn, nhà thơ muốn dùng ngòi bút của mình như là một vũ khí để kêu gọi, để cổ vũ, lan tỏa sự thương cảm đến những nhà cầm quyền, những người thực sự yêu nước. Phải có những động thái để thay đổi thảm cảnh này. Bên lề một chút, ngoài nạn đói kinh hoàng năm 1945, thì trên thế giới cũng có nhiều nạn đói kinh khủng khác như nạn đói Bengal năm 1943 hay nạn đói Trung Quốc 1958-1961. Đó đều là những thảm cảnh của con người, thứ mà chúng ta sẽ làm rõ ở một video khác. Tôi là Châu Bệ Linh, đừng quên đăng ký The Viewer. Còn bây giờ thì, see ya.